Xin chào tất cả các anh chị em, con cháu trong dòng họ ông Trọng Khuyến. Đây là mộ ông Trọng Khuyến năm 1993 và mộ ông có tôi với anh Vượng mặc áo đỏ năm 2005 và mới đây nhất năm 2020 là mộ của ông đây, là do cháu Thảo Chất, do cháu và Chất đã về thăm năm 2020. Đây là ông nội Nguyễn Duy Khuyến và bà nội Hoàng Thị Thoa, hay quen gọi là ông Tổng Khuyến. Đây là lăng ông Tổng Khuyến ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, quý nhất. Và để có được cái lăng này, ông cha ta đã phải rất nhiều có công sức. Ngày xưa không phải ai có tiền là xây được lăng đâu. Theo tôi được biết là đây là do có công với chữa thuốc cho một bà phi của nhà vua Nguyễn, do đó đã được lệnh cấp cho cái lăng và bỏ tiền ra xây. Đây là toàn bộ lăng, gồm có cái chỗ để thờ, và cái ông đứng cạnh là ông Tố, ông con nuôi của ông Chất Trọng Khuyến mà năm 93 về tôi đã chụp. Thì lăng khá rộng các bạn, quý anh chị thấy là cái khuôn viên của nó khá rộng. Và đây là bố tôi cùng với hai người làng mà tôi không còn nhớ là ai, khi đã về đã bắt tôi và bố tôi đã về để lấy cốt của ông tôi đã và chôn lại ở trong lăng. Đây là bố tôi hồi trẻ. Các chị thấy bố tôi không, ngày xưa anh trẻ đẹp trai, con trai của ông Tổng, thế mà khi về đến quê hương thì thân tàn ma dại. Bố tôi lúc đó chỉ là 50, khoảng 65 tuổi thôi, nhưng mà cũng đã mệt mỏi yếu. Và đây là toàn bộ chiều ngang của cái lăng. Tôi được biết là mộ ông nội chết đâu khoảng 1948 và được chôn ở trên một cái co đất ruộng, và sau đó vì nhà nước làm đường ngang, đó là con nuôi của ông nội đã mang về chôn chỗ khác. Đây là hình ảnh của những người đi chôn, trong đó có cái người đeo kính mặc áo vest là chú Du, bên cạnh là chú Oánh và bố tôi đứng ở giữa. Các bạn thấy là toàn bộ cái chiều ngang của cái lăng là đứng gần 20 người và vẫn còn chỗ, tức là khá rộng. Đây là bố tôi. Trước đó thì đã có hai ngôi mộ của một bà cô và một ông bác của bố tôi đã được chôn ở trong. Đây là bố tôi và chú Oánh ngồi trước hai ngôi mộ đó. Các bạn thấy, các anh chị thấy là sau lưng có bức tường ha. Đó là hai ngôi mộ nằm ở trong lăng. Và bên cạnh là một cái đám ruộng, miếng đất cũng khá lớn. Đây là mộ của chị và anh của ông Chất Trọng Khuyến. Chúng tôi đã tìm ra được đường đi để đến nhà người quen là nhờ cái vị trí lăng ông Trọng Khuyến. Đây là cái sau đó 7 ngôi mộ anh em của ông nội được chôn hết ở trong lăng. Quý vị thấy phía sau lưng là một cái thánh giá và một cái chỗ để cúng kiến bát nhang đèn. Đó là lúc này 7 ngôi mộ đã được tập kết chôn ở trong mộ. Năm 2006 thì tôi và anh Vượng, tôi đã đưa anh Vượng về thăm mộ ông nội ở Quỹ Nhất. Đây, ngôi mộ lúc đó đã có cây bọc phía trong. Nếu quý vị nhìn ở phía tiền là có một cái bia. Năm 2006 thì đó tôi và anh Vượng đã về, thì anh Vượng đã đến đốt nhang và thăm mộ của 7 ông bà anh em ruột của ông nội, tức là ông Chánh Trọng Khuyến. Quý vị thấy phía sau lưng còn có một cái tấm giống như cái thánh giá ha. Lúc này thì 7 ngôi mộ vẫn được chôn ở trong phần lăng, tức là cái phần lăng ông Trọng Khuyến, nhưng mà thật ra tôi được biết đó là mộ của ông tức là bố của ông Trọng Khuyến. Bây giờ lại được nghe một cái thông tin
Từ anh Chấn đó là ông nội của ông Trọng Quyến. Tôi được biết trước đây ba, theo lời ba tôi kể thì ông nội tôi là Chấn Tổng, ông cố nội là Phó Tổng và nhà có 400 mẫu ruộng. Đây là tôi, đến cả anh vợ mà áo đỏ, chụp anh vợ chụp lại nó không có rõ. Và đứng ở phía tiền, tiền cảnh, mặt tiền của cái lăng. Quý vị thấy cái lăng nó khá lớn, khá rộng. Và đây là 7 phần mộ phía trong lăng. Và tôi muốn chụp cận lại để quý vị thấy rằng là sau lưng là cái thánh giá. Sau này, 7 ngôi mộ này lại được ông cha Hán vận động bà con đưa ra ngoài. Đây là 7 ngôi mộ vẫn nằm ở trong lăng. Lúc đó tôi cố quan sát, cố chụp. Đây là hình của những người làm mộ, của chồng chị Báo ra làm mộ. Đây là chị Ngọc, chị Ngọc đến thăm lăng mộ. Sau lưng nó vẫn còn, tức là lúc này vẫn nằm trong lăng. Và sau đó do không hiểu lý do gì, ông cha Hán vận động mọi người là mang 7 ngôi mộ ra ngoài. Đây là ông Tố, người có công giữ mộ của ông nội. Khi đường làm ngang thì ông đã mang về chôn chôn tạm. Và khi tôi và bố tôi năm 93 ra thì đã mang vào trong và là chôn. Tôi nhớ là có làm một buổi tiệc. Đây là cái ngôi mộ sau này đã được cha Hán mang ra ngoài. Và đây là chồng của chị Báo, bố của cháu Thảo, đã về làm mang lại cái ngôi mộ vào phía trong. Đây là hình ảnh của cháu Thảo mới đây nhất 2020 chụp, thì mộ đã nằm ra ngoài. Và đây mới nhất năm 2020, cháu Thảo con chị Báo đã cùng chồng và đứa con là Chắc. Đây là ngôi mộ của ông nhìn từ xa. Thưa các bạn, là một cái quần thể rất là đẹp và một vị trí rất trang trọng. Chung quanh là ruộng. Bây giờ thì cây cối đã mọc nhiều, khác như lúc tôi đến, đây là phía mặt tiền năm xưa. Thì cháu Thảo là một, tức là chắt của ông Trọng Quyến đã đến thăm. Và cũng rất, có lẽ rất vui, rất hãnh diện khi là ông cố mình là có một cái lăng to như vậy mà không phải người dân nào giàu có mới có thể làm được. Có nhiều ông quan lại cũng không có thể xây được cái lăng này. Ở miền Bắc ngày xưa là luật lệ đó nghiêm khắc, phải có công với nhà vua mới được cấp quyền xây lăng, chứ không phải bây giờ đi buôn lậu mắn mung cũng kiếm được tiền thì cứ việc xây cho bố mẹ mình, ông bà mình to. Ở ngày xưa là đó, là do đó rất may là những người làm, tuy là đất đai thiếu nhưng mà họ vẫn giữ lại cái lăng này. Và nhờ vậy chúng ta còn nhớ đến ông bà tổ tiên. Và tôi thì cũng có dịp ra Hà Nội, tôi cũng hay ghé thăm, nhưng mà dạo sau về sau này thì lại ít ghé. Thì rất may cháu Thảo về và đã chụp lại hình và đã cho biết rằng là cái lăng hiện nay là cỏ mọc hoang phế. Khi chúng tôi ra, tôi vẫn vượt ra thì đã có một người con của ông Tố đã phụ trách cái việc mà chăm sóc lăng. Đây là cái ngôi mộ của ông Chánh Tổng Khuyến đã được mang, chồng chị Báu, tức là bố của cháu Thảo này, mang vào xây dựng trong này. Lúc đó tôi biết là vì sau đó là bác giáo dưỡng đã làm giữ với cha Hán, đã thậm chí chị Ngọc đã đến nghe nói là rượt đuổi con nuôi ông Tố, tại vì không cho mang vào. Ông kia mấy hôm sau về té gãy chân, đâm ra nghĩ rằng là ông nội thêm. Và đây là hình ảnh mới nhất, thì nếu quý vị thấy đây là cái chỗ để thờ cúng, để bên hông thôi nha, chứ chưa phải là cái chỗ chánh lớn lắm. Và cỏ mọc hoang, nếu chúng ta không kịp về để tu sửa lại cũng như là làm cỏ tập cây thì chỉ cần nửa năm, một năm sau thì nó thành hoang phế, và chắc chắn là những người không tốt sẽ vô phá phách hoặc là trú ẩn trong đó, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ không hay.
và rất nhiều cái người cũng dòm ngó miếng đất này. Đây là phía cái cổng cháu Thảo mới chụp. Trước đây lúc tôi ra thì nó màu vàng, bây giờ là quét vôi trắng, thì gốc của nó ngày xưa. Đây là cái cổng chính đây. À, chắc chắn sau khi anh cháu cháu con chị Báu về và cháu anh Châu anh thấy hình này và anh bắt đầu đã phát pháo lên và anh đã kêu gọi mọi người cùng vào, và chúng tôi cũng đã tìm hiểu được kỹ lưỡng, cũng đã có tranh cãi khi một ông hình chữ nhật bây giờ lại là hình lục giác, là do lúc đó lấy cốt vào mang ra không biết rằng nằm đầu nào, thành thử làm cái mộ hình lục giác nằm đầu nào cũng được. Thực chất đây chỉ là cái nấm xương thôi. Đây là hình phía ngoài, quý vị anh chị thấy rằng là cỏ mọc hoa, có lẽ cũng đã lâu rồi không ai chăm sóc. Sau đó là chúng tôi cũng ngồi bàn bạc nói chuyện nhau, bây giờ tìm người để trở về quê xưa, về quê cha đất tổ, thì ta sẽ kết nối lại với con nuôi của ông Tố, đó là anh Học, hay gọi là anh Hai Học, là trưởng của cái thôn ở quỹ nhất này. Anh Hai Học này thì đã ở nhà tôi rất thân, lúc đi bộ đội ở trong Nam đã ở nhà tôi thường xuyên. Do đó là chúng tôi dự định ra sẽ kết nối với anh này và nhờ anh thuê người chăm sóc, chỉnh sửa, sửa sang và cũng không làm gì xây dựng mới gì để cho hư cái cổ đi. Tại vì cái vị trí cổ hiện nay nhà nước Việt Nam bắt đầu nhìn thấy điều đó rồi. Biết đâu sau này nó sẽ là cái nơi để mọi người đến tham quan một cái vị kiến trúc cổ năm xưa, và nhờ đó lại nhớ đến ông cha ông ta, và vì vậy mà ngôi mộ sẽ không sợ bị ai phá phách hay di chuyển. Thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên tôi nghĩ là cấp bách nhất là chúng ta cùng nhau đóng góp. Có những anh chị em có thời gian có điều kiện ra, như là em Duy Sơn, con Đồng, chị Báu, con Bác Ngữ, có thể đi được vì cũng đã lớn về hưu rồi, nhưng mà còn cái kinh phí. Tôi nhớ năm tôi và bố tôi về cũng tốn kém rất nhiều, nhưng mà rất nhất quyết tôi phải đưa bố tôi về thăm quê xưa, và bố tôi cũng mãn nguyện khi về thăm quê xưa rồi trở lại 2 năm sau thì mất. Cũng trong lòng cũng nhẹ vì đã đưa bố mình được về quê. Tôi sẽ kể lại câu chuyện về thăm quê hương sau. Và đây là cái ngôi mộ, các bạn thấy là cái căn, quý anh chị thấy rằng là cỏ mọc hoa. Nếu ta thuê chừng 5-7 người công nhân đến họ phá sạch họ rẫy cỏ, và có thể ta mang thuốc cỏ vô ta xịt, thì đây là ngôi mộ, 7 ngôi mộ ở phía ngoài, trong đó có ngôi mộ của ông mình không có cốt, thì tôi nghĩ là cũng nên chăm sóc vì là ông bà mình nằm sát bên cạnh, sát bây giờ nằm ra ngoài cái lăng, nhưng mà nằm trong ra nằm trong một cái khuôn viên khác. Và bây giờ tôi thấy là có 2 ngôi mộ mới xây, có lẽ có người bà con xây thành như cái khu ngôi mộ của quê hương. Thôi mời các anh chị quý vị để chúng ta tiếp tục cùng đóng góp, góp ý, góp lời và góp tiền để ta có thể làm được công việc tốt này để nhớ ông bà tổ tiên của chúng ta. Xin cảm ơn các anh chị đã nghe. Tôi cũng nói hơi vội, có gì không hay thì thôi xin thông cảm.